Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay sẵn clip tưới dưỡng cho cây, những cái cây thành phẩm ha anh em. Ha. Thì em cũng quay lên chia sẻ với anh em, tại vì rất là nhiều anh em mình có những cái câu hỏi á, anh em mình hỏi những cái cây thành phẩm mình nên tưới cái dạng như thế nào để cho cái cây của mình nó không có bị bự cành, nó không bị phá cốt á. Thì hầu như là cái cây thành phẩm của mình đó là mình không có cần nuôi cho nó mập cốt hay là sao nữa ha. Mình chủ yếu là cái bộ rễ cho nó mạnh ha, để cho cái cây của mình nó phát triển lên, cái lá nó đều đẹp là được rồi, chứ mình không có cần mà phải bơm cốt hay gì. Nếu mà bơm cốt thì mình gọi là những cái trường hợp cây nuôi ha. Còn đây là những cái cây hàng thành phẩm như thế này rồi ha. Hàng thành phẩm nó đâu cần bự đâu, mình ép chậu nhỏ, chủ yếu mình nuôi như thế nào mình giữ cái form và mình nó không có bị phù bậy, không có bị nu bậy. Nhưng mà đặc biệt cái là rễ phải mạnh, nên bắt buộc anh em phải ưu tiên tưới dưỡng rễ. Ví dụ như những cái cây của anh em mình á, vô trong chậu, ép chậu nhỏ, anh em mình nuôi dưỡng chơi hàng ngày thì mình chăm sóc nó, mình có thể là tưới nước nhiều hoặc là tưới nước ít gì đó thì cái bộ rễ nó sẽ bị ảnh hưởng, nên anh em phải ưu tiên tưới dưỡng rễ. Ví dụ như mình không tưới đạm, lân, kali, hoặc là mình không có giải phân trì hoặc là phân nhựt, phân tăng chậm gì hết, nhưng mà mình vẫn phải tưới dưỡng rễ cho nó, từng lễ pha dưỡng rễ loãng tưới vô, từng lễ pha dưỡng rễ loãng tưới vô. Thì rất là nhiều cái loại dưỡng rễ trên thị trường, anh em mình có thể là sử dụng giống như là One nè, Google nè, God 2 nè, N3M nè, Net nè, ha. Rồi những loại dưỡng rễ khác có trên thị trường mà ưu tiên dưỡng rễ là được ha. Thì sẵn cái clip này, cái loại dưỡng rễ này nè, hôm nay khuyến mãi tháng 8 ha, chuẩn bị qua lễ 2 tháng 9 nữa rồi ha. Thì bên Tuấn cũng có vừa liên hệ bên em để em đưa cái loại dưỡng rễ này lên cho anh em mình biết nó được ưu đãi ở cái tháng sale ha. Thì dưỡng rễ A24 này thì em quay rất là nhiều clip rồi, hầu như là những cái cây thành phẩm của em thì tưới dạng cây này nhiều, nói dừng quanh ha. Thí dụ như những cái cây mà mới ép chậu thì em sẽ sử dụng này, còn có thể là em sẽ sử dụng thằng này với thằng quanh, hai thằng em thay phiên, từng này em tưới này, từng kia em tưới quanh, từng này em tưới này, từng kia em tưới quanh. Thì anh em mình nếu mà có nhu cầu sử dụng thì anh em mình sẽ liên hệ bên Tuấn để anh em mình lấy cái chai như thế này. Cái chai như thế này thì anh Tuấn bán sale chiếc này em thấy nó rẻ nè, thay vì chiến tước á là anh Tuấn ví dụ như anh mua 2 tặng 1 đi, ví dụ như là 2 tặng 1 nó, thì bây giờ anh Tuấn anh sẽ ra giảm trực tiếp tên chai này luôn cho anh chị em mình luôn, để anh chị em mình mua mình được cái tính cái giá thành nó rẻ hơn ha. Thay vì mình mua ảnh đăng bên vỏ hàng TikTok rồi thì mình được chiết khấu, thì nó nhưng mà cái TikTok thì nhiều khi anh em mình lại khó mua ha. Có những anh em gạnh thì người ta mua được, có những anh em đâu có gạnh đâu có mua được, nên anh sẽ giảm giá cho anh em mình chiếc này. Anh sẽ bán theo cái combo như thế này cho anh chị em mình ha. Thứ nhất á, là nếu mà anh em lấy 3 chai á, thì sẽ là 260.000 ha. Còn 8 chai á, thì sẽ là 650.000 ha. Đã bao gồm phí ship cho anh chị em mình rồi ha. Lúc trước để coi coi một lúc trước cũng y gan vậy thôi mà cũng được bao ship, nhưng mà nguyên combo vậy nó sẽ rẻ hơn ha. Lúc trước mua đâu mua 5 tặng 2 ha, 5 tặng 1 gì đó, em quay mấy cái gì thì tùy theo cái giai đoạn bên cửa hàng ta sale giờ nào thì mình tính giờ nấy thôi ha. Ở đây 3 chai sẽ là 260.000 đã bao gồm phí ship cho anh chị em mình rồi. Anh em mình lấy 8 chai sẽ là 650k ha, sẽ cũng sẽ bao gồm cho anh em phí ship luôn rồi ha. Thì anh em mình có nhu cầu mình xài cái loại này thì anh em mình lấy. Ở đây thì sẵn hai clip này là hai cái, một là em chia sẻ với anh em mình là đối với những cái cây hàng thành phẩm mình nên tưới dưỡng, tưới như thế nào, tưới cách thức tưới như sao để mình giữ cái form. Cái thứ hai là sẵn giới thiệu phân thuốc cho anh chị em mình luôn, đặc biệt là dưỡng rễ thì thôi. Còn phân thuốc làm nụ mai mà hổm gà anh em mình có điện, có bình luận vô hỏi nào có, thì tầm khoảng nửa tháng nữa ha, nửa tháng 8 thì em sẽ lên clip trước rồi bắt đầu gửi hàng về cho anh em mình, nó sẽ chạy ra tầm khoảng nửa tháng nữa ha. Thì anh em mình sẽ có phân để anh em mình tưới cho những cái cây mai làm nụ của anh em mình. Còn ở đây thì em sẽ để số điện thoại cái cửa hàng bên Tuấn cho anh chị em mình ha. Thì anh em mình có thể là liên hệ bên đây để anh em mình đặt cái chai này, thì anh Tuấn sẽ gửi bưu điện Viettel GNT gì đó gửi về tới nhà cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán ha. Rồi ở đây thì em sẽ tưới, tưới này nó dễ lắm, dưỡng rễ nó dễ ha. Thùng không bật nước lên tưới thôi, hầu như là rất là đơn giản ha. Nguyên cái khúc thành phẩm này của em thì đặc biệt tưới những cái cây mà ép chậu nhỏ và những cây đi chơi thường xuyên của em thôi, nó tầm khoảng 2, 4, 6, 8, 9, 10, nó khoảng đâu đó khoảng 20 cây thôi ha. 20 cây thì cái thùng này là 18 lít, thì một những cái cây ở trong đây thì nó tầm khoảng nửa lít nước thôi
ha. Nên ở đây em pha tầm khoảng 15 lít nước ha, là sẽ tưới cho khoảng được 20 cây. Thì anh em mình tưới nhiêu thì anh em mình cứ việc là anh em mình canh thôi ha. Rồi ở trong đây thì cái chai này nó cũng có ghi liều lượng cho anh chị em mình hết nè ha. Pha 1 đến 2 cc cho 1 lít nước thì mình nhân lên ha. 10 lít nước là 20 cc, 1 cho đến 2 ha. Thì mình muốn pha ví dụ như cây của mình là cây già hàng thành phẩm vô chậu lâu rồi thì mình sẽ pha 2 cc. Còn ví dụ như mà cây mình mới ép chậu, mới cắt qua chậu luôn thì mình tưới 1 cc. Còn đây thì những cái cây già này thì em tưới sẽ là 2 cc. Em đổ nước này ra lại cái thùng này, bữa em ngâm lục bình nên nó còn sót mấy cái gâu lục bình lại để tưới vô mấy cái cây đắp gông chuẩn bị 18 này đi chơi nè. Tưới lên nó dơ gông nên tưới nước sạch ha. Nước này thì anh em mình có nước sông đó thì anh em mình cứ bơm lên mình tưới thôi, nước sông nước hồ đó. Đây cái mình cứ pha vậy thôi, mình tưới thôi, nó rất là đơn giản mà. Trước khi pha thì cái loại nào cũng phải lắc đều lên. Cái này pha gọi gan như nước bột cùng với đó nè ha. Trong đây thì người ta sẽ pha với cái hỗn lực là kẹo, còn khi mà mình pha loãng ra quậy cho nó hòa tan y như lông bột cùng vậy đó nè. Nước nó sẽ có màu hơi vàng vàng này, thấy không ha. Quậy lên cho đều rồi anh em mình tưới thôi nè. Như mấy cái cây này nè, cái cây này là em cũng mới sang chậu vậy nè ha, thì mình tưới. Em thấy dưỡng rễ này á, mấy đợt trước anh em mình có hỏi chỉ tưới dưỡng rễ này có thể tưới dính lên trên lá được hay không ha. Thì em thấy em tưới cũng nhiều lần rồi, em thấy em tưới đại lên trên cái lá luôn nó cũng không sao. Còn nếu mà anh em mình kỹ á thì anh em mình có thể là tưới xong rồi anh em mình quơ xương cái để cho nó loãng, nó đừng có dính trên cái lá của mình nữa, nếu mà anh em mình kỹ ha. Hoặc là anh em mình có thể là tưới vào buổi chiều tối vậy nè, em đang tưới buổi chiều mát nè, 5 giờ mấy em mới ra em quay nè ha. Thì tưới phân xong mình mát tối xương nó xuống và sáng ngày mai thì mình tưới xả nhẹ qua cái rồi thì cây mình nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì hết ha. Nhưng mà em thấy dưỡng rễ thì hầu như là loại dưỡng rễ nào thì cũng có thể là tưới trên dính trên lá trên thân được hết ha. Chỉ có đặc biệt là NPK thôi, ví dụ như NPK gọi là mình 3 số 17 nè, 15 năm 20, 16 16 8, 20 10 10, 30 10 10, hoặc là 30 0 20 0 rồi đó, thì có hàm lượng NPK vào trong đó thì mình tưới trên dính trên lá thì lá sẽ bị rụng ha. Nên anh em mình hạn chế tưới những loại phân NPK dính trên lá, nếu mà lỡ có dính á thì anh em mình phải tưới xả ha. Đó, còn khi mà mình pha loãng ra rồi á thì mình có thể là tưới như vậy. Ví dụ như cái cây này là cái sức chứa của nó là nửa lít ha, thì anh em mình cứ tưới đại vô vậy nè. Đó, cho nó rút vô cái bầu của nó ha, cho nó nhiễu nước ra ngoài luôn, mình cứ tưới hoài tới tưới chừng nào mà anh em mình cảm giác là cái bầu của mình nó đã hút, nó đã thấm đều hết dưỡng rễ. Chứ đừng có nghĩ, anh em đừng có nghĩ là cái cây này nửa lít thì anh em mình cứ múc nửa lít anh em mình tưới vô cái một, có thể là tưới ví dụ như cây này sức chứa của nó là nửa lít thì anh em mình tưới cho nó bảy xị cũng được ha. À, 3 xị chứ nửa lít là mua 2 xị. Anh em tưới cho nó 3 xị cũng được đó. Cái phần dư thì nó sẽ chảy ra ngoài, nhưng mà đảm bảo là cái cây của mình nó thấm 100%. Chứ để nhiều khi nó đâu phải là giống như một cái tô, một cái chén đâu. Nhiều khi anh em mình tưới vô có nửa lít thì nó sẽ phân bố cái lượng nước nó không có đều trên cái bầu của mình. Có chỗ nó ướt, có chỗ nó không. Cái chỗ ướt nó sẽ lòn xuống cái lỗ chậu mình nó chảy ra, còn cái chỗ kia thì nó sẽ bị khô ha. Nên khi mà anh em mình tưới thì mình tưới dư dư một chút, tưới hạt là tưới kỹ như vậy. Đối với những cái cây hàng đi chơi 1 2 5 7 cây thì anh em mình kỹ như vậy, mình tưới để một cái một là cho nó đảm bảo chất lượng 100% luôn. Mình kỹ, nếu mà gặp anh em nuôi ít ít chơi hàng mini anh em kỹ, muốn không hao thì mình để dưới đây mình hứng. Còn nếu mà ẩu ẩu thì ở tưới đại, ví dụ như nó nửa lít nó 2 xị thì mình tưới cho nó 3 xị để đảm bảo cho cái cây của mình là nó phải ngon lành, phải thấm đều phân. Cây này là em mới ép chậu nè, ép chậu mới ép chậu lại lá nè. Hôm nay lá nó lên nó phúng 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 vậy, bắt đầu đưa dưỡng rễ vô thì nó phải bắt.
Yeah, cây này em cũng mới vô nè, cây này bữa làm clip có quay cho anh em mình nữa ha. Đó. Làm clip thì quay toàn là quay cho anh em mình xem những cái cây hàng chất lượng không, chứ không phải là hàng tào lao rồi sách vô làm clip cho anh chị em mình đâu. Tại vì cái máy quay em đặt có một mình em à, nên em ghim vô đây em tưới cho anh sẵn cho anh em mình thấy luôn ha, chứ còn không thì em sẽ ghim cái thùng này em tưới nha. Quay làm clip chất lượng cho anh em mình ha, chứ không phải như cái kiểu mà giới thiệu phân giới thiệu thuốc cho anh em mà xách những cái cây hàng tào lao vô tưới lỡ nó chết thì thôi thì không có nha. Ở đây em vẫn đang không phải là em quay quảng cáo 100% phân thuốc, cái này là em chia sẻ là những cái loại mà em thường xài, em đang xài, em đang sử dụng, em mới giới thiệu cho anh em ha. Chứ không giới thiệu cũng vậy hả, nhiều khi giờ không nhắc tới phân thuốc đi, quay clip tưới phân vậy cái tâm cái bình luận anh em nhảy vô anh em mình hỏi anh tưới phân gì mà cái tốt gì, tưới phân gì, tưới dưỡng gì, không nói gì anh em cũng hỏi à. Nhưng mà nhiều khi lên quay quảng cáo cho anh em mình vậy thì anh em mình lại nói ừ thằng này nó lãnh quay bia quảng cáo phân thuốc để bán để lùa gà, nhưng mà không nói thì không chỉ thì anh em mình lại nói khác, mà chỉ thì anh em mình lại nói khác nữa. Ở vậy làm đâu có vừa lòng anh em mình hết, thấy chung là giờ ai phái thì coi, không phái thì thôi đi, còn ai muốn xài gì đó là xài ha. Còn đây giới thiệu lên anh em nào thích thì anh em đó xài thôi. Tưới cảm giác mình tưới sao cho nó thấm đều cây được rồi ha. Tưới phân phải tưới từ từ, tại vì một tuần lễ hoặc là 10 ngày gì đó mình chỉ tưới có một lần thôi, nên cố gắng trong một lần đó thì mình phải tưới cho nó thiệt là chất lượng. Chứ để nhiều khi anh em mình có một tuần lễ anh em mình tưới mà nó thấm không đều, rồi cái 2-3 ngày sau anh em mình ra tưới lại đâu có được nha. Nếu mà lỡ tưới rồi á, nó thấm hay không gì không cần biết, nhưng mà tưới rồi là phải cách nhau 7 ngày mình mới tưới lại nha. Chứ đừng có nghĩ mà mới tưới rồi tưới nó không có thấm, xách ra tưới nữa là nó sẽ không ngon nha, nó sẽ bị phạm phân á. Đối với những cái cây mà có phân NPK rồi á nha, nghĩ mình tưới tội tưới không thấm thôi mơi ra tưới lại, hoặc là 2-3 ngày sau ra tưới lại là cây anh em mình hư luôn á, không được như vậy nha. Mỗi lần tưới thì cho dù thấm hay không, ít hay nhiều hay sao đó ha, thì cũng không nên tưới lại. Đặc biệt có một số anh em bị hư như chỗ này nè, tưới phân vừa xong cái trời mưa, cái anh em nghĩ là trời mưa vậy rồi nó đâu có thấm phân, cái xách cái thùng phân 2-3 ngày sau cái xách cái thùng phân ra tưới nữa, tưới một cái nữa là hư nha, tưới cái này là bị phạm phân á. Mưa thì mưa, nhưng mà cái cây của mình nó cũng đã có hút phân, có hút dinh dưỡng ở trong đó rồi, không sao hết. Chứ anh em mình đừng có vô cái vụ mà tưới rồi nghĩ nó không thấm, nghĩ nó không thấm rồi thôi tưới thêm lần nữa, tưới vậy là cây anh em hư hết á. Tưới xong rồi không biết mưa nắng gì không biết, không cần biết, bỏ từng lễ sau tính tiếp ha. Ngay chỗ này tưới anh em mới thấy, còn cái clip cao kia không có cái góc quay. Qua em loa clip này em tưới cho anh em mình. Khổ bởi vậy tưới phân cây tốt, không chỉ thì nói làm hiểm, làm clip hướng dẫn chia sẻ mà không đưa phân lên giới thiệu cho anh em. Mà làm clip làm chi, đúng không? Rồi quay lên để cái nào của mình bán á, mình mua về mình bán á, thì anh em mình lại nói nó lấy phân đó về nó bán nên nó giới thiệu, nó quảng cáo cái phân đó hay, lấy nó lấy về nó bán nên nó quảng cáo cái phân đó. Còn không quảng cáo, không quảng tưới chứ mình xài mình không lấy về bán á, thì anh em nói quay nhận tiền quảng cáo nó không có xài, nó không có lấy về nó xài, mà nó đi quảng cáo nó bán cho người ta bán, nó lấy tiền quảng cáo, đúng không? Bởi vậy anh em không có làm vừa ý hết được đâu. Còn nếu mà quảng cáo, quay quảng cáo phân mà không, mình không có lấy về mình bán á,
thì lại nói ngược lại bán quảng cáo. Còn cái nữa gì cái kia là gì ta, bữa hổm em đọc hai ba cái làm cái nào cũng không chú ý tới á. Còn mà lấy về xài chứ, mình lấy về mình xài, mình quay lên mình chia sẻ, hoặc là mình pha rồi mình bán luôn, thì lại nói là mua lấy gì lấy về về bán mà quảng cáo cho dữ vô lùa gà. Còn mà cái gì nữa, còn nhớ lắm, nhớ nhiều cái bình luận hấp dẫn lắm, bình luận hay lắm. Xài mà giấu, làm clip hướng dẫn xài mà giấu, không chia sẻ, rồi tới lúc mình chia sẻ thì nó mua bán, nhận quảng cáo. Thôi đi mấy ông nội vô. Còn lúc trước nữa, mấy cái cạp, bởi vì em ít đăng lên cái cây của em lên kênh em bán lắm. Chẳng thà em quay cho người ta bán chứ em không ít nhận, mà ít mà quay cây nhà lên đây bán lắm. Tại vì cũng bị mấy cái những cái trường hợp đó nên em chán, lên bán không biết được nhiêu tiền nhiêu cây, rồi quay lên cái kênh lấy quay nhà cho người ta tin tưởng nặng bán đó, bởi vậy ít bán. Cái kêu có một số anh em kêu lấy đồ nghề về bán, cái đồ nghề mình giới thiệu á, cái đồ ngon anh em nhắm liền giờ xài vậy mà không xài đồ ngon, không lẽ giờ đi mua cái đồ tào lao về xài rồi quay lên bán cho anh em mình, đúng không? Mua cái đồ ngon về thì giá nó phải mắc, cái đồ ngon nào mà rẻ, cây cạp 700-800 ngàn cây, cái anh em là cạp ngoài thị trường ta bán có 200-300 ngàn, đi mua cái cạp 700-800 ngàn chi, tớ có ai mà khùng không, tự nhiên sách cây cạp đó mà của người ta 200 ngàn mà sách về bán 800 ngàn, nghĩ anh em khác người ta mua không? Rồi không nói gì luôn, nghĩ luôn, đợt đó lấy về có mấy cây bán thử thôi, rồi thấy vô thôi đi. Mệt quá, mệt đầu quá, nghỉ luôn, không bán. Tới mà những cái lúc anh em đó mua rồi, hoặc là có một số anh em xuống đây nè, cầm cái cạp ở đây, nó cạp với cái cạp hàng chợ tầm mấy chục ngàn á, rồi anh em mới thấy cảm giác nó khác. Cái cây cạp khỏi mắc tiền, ví dụ như cạp 5-7 triệu thì không nói rồi, cái cạp khoảng 1 triệu thôi là thép nó đã ngon rồi. Khi mà mình cạp á, là nó sẽ bâu vô, cái thẹo của mình nó không bị tợt ra, mà càng cạp nó càng bén, nó càng cạp nó càng bâu vô cái thẹo đó, nó không có bị tuột ra, đúng không? Còn cái cạp 200 ngàn của anh em á, cạp vô cái tạ, cạp vô tạ, cạp vô tạ ra, cạp cái thẹo dập hết trơn, đâu có xài được. Cái nào nó cũng phải có cái giá của cái nào hết trơn á. Tại vì anh em mình nhắm đi, một cái cây cạp mà chất lượng á là phải bằng cái thép, mà anh em thép thì biết rồi, không lẽ nó rẻ hơn ve chai, sắt ve chai, đúng không? Thép nó sẽ bén, nó sẽ giòn, nó sẽ dễ mẻ, tay nó bén mà nó, cái miếng thép không á nó đã mấy trăm ngàn rồi, cộng thêm cái tiền gia công, khi mà tông hãng người ta làm ra cái tiền mà gia công đi cho nó tệ gì, cái tiền công mà để làm được một cái cây cạp á, là phải mài, phải đục, phải dũa, phải trui, phải làm bóng, phải đóng hộp, phải gửi ra cho anh em nữa, cái tiền công đó nó quắt 200 ngàn của anh em nữa, ha, đúng không? Quắt 200 ngàn chứ khỏi cần tính tiền miếng thép. Mà vậy mà cũng so được cây cạp 200 ngàn so với cây cạp lên TikTok nghe anh em mình giới thiệu tôi nguyên bộ combo 3 cây cạp 200 ngàn, 3 cây cạp 250, hoặc là nguyên bộ kéo kìm đục dũa 8-9 món gì đó 200 ngàn, 250 ngàn, chạy sống vô mua về xài xài chứ đừng từng lễ dục, đúng không? Nội cây sứa của người ta đã 200 ngàn rồi, cây sứa còn cái kia đóng như cái độ da chai vậy đó, nó thẳng luôn, vậy mà sao xài được không biết không? Rồi để em ra gọi quay sơ, sẵn quay nhà nên gọi sơ quay một số cây cho anh chị em mình coi những cái cây của mình chăm sóc hôm đó này nè, nó có phát triển ngon lành hay không thôi ha. Nói chung là tiền nào thì của nấy thôi anh em ơi, chứ giờ không có cái gì thứ gì trên đời thì ghen mà ngọ gì rẻ mà ngon đó thôi. Mấy cây nhà vườn em chăm sóc ha, nó có tốt, nó có xanh hay không? Cái bầy linh sam của em nè, đứng ở một chỗ ấy đi, tại không có gắn cây chống rung vô. Xanh không?
Nhưng mà siêu thị ngoài đây của em nè, xanh tốt không? Nó phải nhém xanh đen luôn á. Có một số anh em xuống tại nhà em thấy cây em á, thì con cây này bị vàng nha. Cây này là tại bị dư nước. Lúc trước á, em ép cái chậu nhỏ, cái tưới nó bị khô, cái em bỏ nó qua cái chậu bự, gặp những cái tháng mưa dầm á, không có đậy nó lại á, cái nó hơi bị vàng. À, bị vàng nhưng mà nó đang cũng xanh này. Cây này chuẩn bị cút cốt rồi nên không có quan tâm nó một tí. Cái bài này em đang làm bữa nay làm được khúc nữa. Tranh thủ làm. Rồi mấy cây hôm nay cũng phát triển nha. Nãy mới tính nói gì quên tiêu, chắc nghỉ nói luôn quá. Sẵn qua đây ghi cái đám mai vàng ha. Bữa hôm qua hôm kia chị có quay đám mai vàng cho anh em mình rồi, nhưng mà sẵn ghi lại cái luôn. Quay riết lên là em cũng còn tưới tưới nữa nè, em cũng tưới phân vườn á, này mới xịt thuốc. Mai thì lúc gài xịt xịt sâu nha, lá già sâu nó không ăn, nhưng mà anh em phải xịt nha anh em ha. Để anh em không xịt là cái nang nụ nha, nang ba cái nụ của anh em mình á. Rồi cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã bỏ thời gian ra xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều ha. Thì bữa nay ngày mơi mốt, bữa 18 em lên ngày mơi mốt mốt em lên An Giang thi cây rồi, thì có thể em quay cho anh chị em mình xem tiếp nha. Đây là hổm ở nhà có tới cái bài linh sam này, cũng chuẩn bị tới rút cốt nữa rồi nè anh em. Cốt nó đã mập, nó đã to hết rồi nè, giờ mình chuyển qua mình cút cốt được một phần nữa nè. Em cũng tranh thủ em làm cái bài linh sam đó xong rồi bắt đầu nhảy qua làm bài chiếu thủy bên kia xong, cái bắt đầu nhảy vô làm mấy cái hàng lẻ lẻ này trước. Mang sách mang này vô tắm tỉa nó lại ha, tỉa nè, mang này phải tỉa nè ha. Chưa tỉa nó nữa là nó tới nữa rồi. Mang này sách vô bệnh dây tỉa xong mấy hàng này rồi cái nhảy qua làm bài sam đó, rồi tới bài sam núi làm sao nữa. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã bỏ thời gian ra xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều nha. Cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký nhé, đăng ký kênh ủng hộ em. Còn anh em nào mà cứ có mua dưỡng rễ thì anh em mình cứ liên hệ bên Tuấn, số điện thoại thì em sẽ để ở trên cái tiêu đề của cái video để cho anh em mình liên hệ nha. Rồi em chào cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều.